Sau Tết Nguyên Đán cho đến hết tháng Giêng hàng năm là thời điểm các sản phẩm chay được tiêu thụ mạnh. Năm nay, thị trường thực phẩm chay tại thành phố Biên Hòa khá nhộn nhịp với đa dạng sản phẩm phục vụ người tiêu dùng, giá cả ổn định. Theo ghi nhận, các siêu thị trên địa bàn thành phố Biên Hòa đã chủ động cung ứng nguồn hàng nông sản thực phẩm chay phong phú từ sau Tết để phục vụ nhu cầu của nhiều khách hàng. Dịp này, siêu thị Co-op Biên Hòa đã tăng lượng hàng chay khoảng 30%, bao gồm các mặt hàng gia vị đồ khô, chả giò chay, sườn non, khổ qua nhồi thịt chay dễ chế biến, đồng thời tăng cường đưa lên quầy kệ các mặt hàng rau củ quả cùng nhiều loại trái cây. Hiện tại thì siêu thị Co-op Biên Hòa đang chuẩn bị nguồn hàng khá là phong phú để phục vụ cho khách hàng có nhu cầu ăn chay tại Biên Hòa cũng như là các vùng lân cận. Để phục vụ tốt cho khách hàng thì siêu thị cũng xây dựng cái giá nó đảm bảo và có những cái chương trình khuyến mãi hấp dẫn, ví dụ như là giảm từ 20 cho đến 40% các loại thực phẩm chay ăn liền. Sau Tết với những bữa ăn nhiều thịt cá, nhiều gia đình thường lựa chọn món chay để thay đổi khẩu vị, thanh lọc cơ thể. Đặc biệt rằm tháng Giêng được xem là rằm lớn trong năm nên thị trường đồ chay càng sôi động. Một tháng con chay 4 ngày. Thành ra cũng hay thường ghé quầy này để mua đồ chay lắm. Ăn kia thịt mỡ nó khó tiêu, lớn tuổi rồi. Cho nên ăn chay rất là tốt. Tại nhiều chợ truyền thống và các điểm kinh doanh thực phẩm chay, sức mua đồ chay các loại những ngày qua cũng tăng cao. Giá nhiều loại đồ chay chế biến sẵn khá ổn định khi nguồn nguyên vật liệu dồi dào. Cái thực phẩm chay từ hôm Tết tới nay là không tăng giá bao nhiêu hết. Chỉ có rau củ hơi nhích lên một chút, nhưng mà bây giờ nó đã ổn, bình ổn giá rồi. Từ hôm Tết tới giờ là cái nhu cầu của mọi người ăn chay đều có. Tại vì tháng Giêng mà, người ta sẽ ăn chay để cầu bình an cho gia đình. Ngoài ý nghĩa tín ngưỡng tôn giáo, ngày nay việc ăn chay được xem là một trong những giải pháp bảo vệ sức khỏe, thanh lọc cơ thể. Dịp này, các mâm cỗ chay, nhà hàng chay cũng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn bởi hình thức bắt mắt, phù hợp với nhiều khẩu vị.